Với sứ mệnh cao cả, chuẩn bị hành trang cho thế hệ tương lai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và chương trình chào tân sinh viên K68 tự trường. Năm học này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hơn 6.000 tân sinh viên K68, theo học gần 20 chuyên ngành khác nhau. Học viện Nông nghiệp Việt Nam được biết đến là một trong những trường đại học được thành lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có bề dày truyền thống và uy tín. Đến nay, Học viện đã đào tạo cho đất nước gần 130.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sĩ và trên 700 tiến sĩ. Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh danh một sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa và hai sinh viên đạt danh hiệu á khoa kỳ tuyển sinh đại học năm 2023. Đồng thời cấp 3 suất học bổng du học nước ngoài cho 3 tân sinh viên xuất sắc K68. Amber, tổ chức tư vấn về khí hậu và năng lượng phi lợi nhuận và độc lập của Anh, trong báo cáo mới nhất cho biết, Việt Nam được xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo chính của khu vực trong những năm qua, đóng góp 69% tổng sản lượng điện mặt trời và gió trong khu vực vào năm 2022. Tổ chức này đánh giá, môi trường chính sách thuận lợi là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ năng lượng điện mặt trời của Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2017, Việt Nam đã đưa ra biểu giá điện hỗ trợ. Đây được xem là một kế hoạch hiệu quả, khiến thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Chính phủ cũng có các khoản miễn trừ thuê đất, miễn thuế cho các thiết bị liên quan, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện tái tạo so với các năng lượng truyền thống. Từ năm 2021 đến năm 2022, biểu giá này đã bị loại bỏ dần, dẫn đến sự chậm rãi chung của tốc độ tăng trưởng năng lượng mặt trời của khu vực. Tốc độ tăng trưởng điện mặt trời, gió của khối chỉ còn 15% vào năm 2022, so với mức trung bình hàng năm là 43% kể từ năm 2015. Dù vậy, tính chung sản lượng điện mặt trời và năng lượng điện gió vẫn chiếm 13% tổng sản lượng điện của Việt Nam vào năm ngoái, mức cao nhất ở Đông Nam Á. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Tại công điện mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu. Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, xuất khẩu thủy sản Việt sang Trung Quốc năm nay sụt giảm nhưng triển vọng và dư địa ở thị trường này vẫn rộng mở. Theo VASEP, đầu tiên, nhu cầu thủy sản ở Trung Quốc đang hồi phục khi kinh tế có tín hiệu tích cực. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, giúp chi phí logistics giảm và ít hơn so với các nước khác nên là cơ hội cạnh tranh cho thủy sản trong lúc nước này cũng tìm thêm nguồn cung mới. Thứ hai, nước này cũng đang chuyển dịch trong đầu tư đến các ngành sinh lợi cao hơn nên nuôi trồng thủy sản giảm. Do vậy, Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nhập khẩu giống như các nước phương Tây. Để tận dụng tốt cơ hội, Hiệp hội cho rằng Việt Nam cần có trao đổi thông tin, nhu cầu nhiều hơn ở cấp địa phương. Đặc biệt, cần có những thay đổi về chính sách như mở rộng danh sách các sản phẩm thủy sản được xuất khẩu, mở cửa hơn cho các loài thủy sản tươi sống như tôm hùm bông, cua. Bên cạnh đó, cần phát triển thêm hạ tầng logistics từ kết nối đường bộ, đường sắt và hợp tác xây dựng các kho lạnh. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội tổ chức trung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2023. Vượt qua 9 đội đến từ các quận huyện, đội đến từ huyện Thanh Oai đã đạt giải nhất. Hội thi tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng thành phố Hà Nội năm 2023 tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa. Mỗi đội thực hiện qua 3 phần thi, phần chào hỏi, các đội giới thiệu về thành viên tham gia, khái quát đặc điểm địa phương, kết quả triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Hội thi đã được tổ chức vòng sơ khảo theo 4 cụm
tại Long Biên, Cầu Giấy và Mê Linh với sự tham dự của hơn 28 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Vòng chung kết là sự so tài của 10 đội tuyển thuộc các quận huyện Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thạch Thất, Gia Lâm. Hoạt động này nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, góp phần đưa quy tắc trở thành nề nếp trong đời sống nhân dân thủ đô, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân và tổ chức nơi công cộng, xây dựng thành phố văn minh hiện đại.